không chứ. Dạ được rồi. Thì đối với cái phần bối cảnh và thách thức hiện nay thì chị Hương với lại anh Minh đã nói qua rồi, thì chúng ta thấy một số những cái bối cảnh và thách thức chính hiện nay đó là cái việc lãng phí trong cái vận chuyển, cụ thể là cái giá dầu liên tục tăng cao dẫn tới là chi phí vận chuyển tăng và kể cả chi phí nâng hạ cũng tăng. Các cái vấn đề về tắc nghẽn cảng biển liên quan đến việc là thiếu hụt container rỗng, rồi các cái vấn đề hàng loạt kéo theo như là trễ các cái đơn hàng xuất khẩu và các cái doanh nghiệp mất đi các cái doanh thu. Ngoài ra thì cái việc mà luân chuyển những cái container rỗng là những cái việc mà không có đem lại giá trị gia tăng cho toàn bộ cái chuỗi cung ứng, thì cũng làm cho toàn bộ cái nền logistics của Việt Nam phải chịu một cái lượng phát thải CO2 rất là tăng cao, kèm theo là các cái vấn đề về kẹt xe và tai nạn giao thông. Thì thấu hiểu các cái vấn đề đó thì chúng tôi đưa ra các cái dựa trên ban đầu trước khi mà xây dựng cái mô hình giải pháp về tối ưu container thì chúng tôi có một cái đối tác là một cái hãng tàu lớn CMA CGM, và thời điểm đó là chúng tôi cũng thảo luận trên ba cái nội dung chính để mà cung cấp được cái giá trị ra thị trường cho các cái doanh nghiệp. Cái thứ nhất là chúng tôi hướng đến là tối ưu chi phí. Thì tối ưu chi phí ở đây chúng tôi không nhằm trực tiếp là cắt giảm các cái chi phí trực tiếp, nhưng mà chúng tôi sẽ hướng tới là cắt giảm tất cả những cái lãng phí, đó là những cái chuyến vận chuyển rỗng mà không đem lại giá trị cho các cái doanh nghiệp cũng như cho các cái nhà vận chuyển, cũng như là cắt giảm những cái chi phí nâng hạ không cần thiết, giúp giảm cái lưu thông lưu lượng qua các cái depot và qua các cái cảng biển. Ngoài ra thì các cái vấn đề về kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như là các cái bên tham gia vào chuỗi cung ứng như là các cái bên xuất khẩu và nhập khẩu thì họ có thể chủ động được cái nguồn vỏ container, cũng như là họ có thể quản lý được rủi ro các cái đơn hàng. Và ngoài ra các cái nhà vận chuyển, nếu như họ có một cái đối tượng khách hàng của họ đủ lớn thì họ cũng có thể chủ động trong các cái đối tượng để mà họ có thể tiến hành cái việc tối ưu container. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xem xét đến cái việc là làm thế nào để mà phát triển xanh cho toàn bộ cái chuỗi logistics của Việt Nam. Thì thực ra đối với cái mô hình mà tối ưu hóa container thì nó không phải là một mô hình mới, mà cụ thể là nó đã xuất hiện ở trên thế giới rồi. Từ những năm 2010 thì đã bắt đầu là có các cái doanh nghiệp ở các cái nước khác triển khai cái mô hình mẫu này rồi và cũng đạt được những cái kết quả rất là đáng kể. Và dựa trên những cái thảo luận với hãng tàu thì chúng tôi đã đưa ra một cái ý tưởng là xây dựng cái nền tảng để mà tối ưu container. Thì cách thức mà cái nền tảng này thực hiện đó là chúng tôi sẽ phối hợp với hãng tàu để mà cho phép thực hiện các cái yêu cầu tái sử dụng của nhà vận chuyển hoặc là của chủ hàng tức thì để mà họ có thể thực hiện cái việc xuất nhập khẩu. Thì ở đây chúng tôi giới thiệu hai cái mô hình ha. Thì cái mô hình bên trái thì chúng tôi gọi là internal reuse và cái mô hình bên phải là external reuse. Thì cái phần external reuse này hiện nay là chúng tôi đang trong cái quá trình hoàn thiện và dự tính là cuối năm nay sẽ cho ra mắt ở thị trường Việt Nam. Thì đối với cái mô hình internal reuse thì có thể giúp cho một chủ hàng có thể thực hiện được cả cái hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu thay vì là họ phải trả công về depot. Và cái thứ hai nữa, hoặc là cái trường hợp thứ hai là một nhà vận chuyển cho một hoặc là nhiều chủ hàng khác nhau, họ có thể đề xuất cái yêu cầu về cái việc là tái sử dụng container rỗng với hãng tàu và họ sẽ nhận được cái approve hoặc là cái feedback của hãng tàu cho cái yêu cầu đó. Đó là cái phần về internal reuse. Cái mô hình internal reuse so với external reuse á, thì external reuse là chúng
chúng tôi hướng tới là sẽ có một cái sàn hoạt động public và coi như là real time liên tục để các nhà xuất khẩu, các cái nhà vận chuyển có thể gửi các cái yêu cầu của mình lên. Các cái nhà xuất khẩu và các cái nhà vận chuyển này không nhất thiết phải quen biết nhau, chỉ là họ sẽ phát sinh một cái nhu cầu tại một cái thời điểm nào đó kịp thời kịp lúc và phù hợp với lại cái yêu cầu tái sử dụng đó, thì nền tảng sẽ tự động kết nối giữa cái người nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu để mà đưa ra cái đề xuất cho bên yêu cầu cái dịch vụ. Thì đối với cái mô hình internal và external này thì đều có những cái ưu điểm và cái nhược điểm. Đối với cái mô hình internal thì chúng ta hoàn toàn có thể được là quản lý rủi ro, giúp cho khi mà một chủ hàng hoặc là một nhà vận chuyển thì họ biết rất là rõ về cái tính chất hoạt động của container của mình như thế nào, cũng như là cái loại hàng hóa mà vận chuyển là đang ra sao. Thì khi mà họ chủ động đề xuất với hãng tàu thì họ đã quản trị rủi ro cũng như là quản trị được tất cả những cái lãng phí có liên quan đến mô hình này rồi. Đối với mô hình external reuse thì cái việc này là sẽ giúp cho cái tỷ lệ mà được reuse cao hơn rất là nhiều. Cụ thể là với cái phần internal reuse thì hiện nay á, phần trăm mà có thể reuse được đâu đó là đang khoảng là 1.5%. Tuy nhiên 1.5% này đó là do còn hạn chế về cái số lượng hãng tàu tham gia cũng như là thời gian đầu thì các cái doanh nghiệp còn chưa biết đến. Thì dự tính là với cái mô hình internal reuse này có thể là lên tới 5% cái số lượng mà reuse có thể sử dụng được. Đối với cái mô hình external reuse thì chúng ta mục tiêu cao hơn là chúng ta có thể tăng được cái tỷ lệ reuse này của các cái hãng tàu và của các cái bên tham gia. Thì với mô hình external reuse này thì chúng ta sẽ phải cần thêm một số những cái điều kiện về vận hành, chẳng hạn như những cái container nào cùng thuộc một cái lĩnh vực thì chúng ta mới có thể đề xuất, hoặc là những cái nhà vận những cái nhà nhập khẩu hoặc là những cái nhà xuất khẩu nào đó được certify, tức là được chứng minh thì mới có thể là nhận được những cái request tốt. Thì đó là nó sẽ có yêu cầu thêm một số những cái nguyên tắc giúp cho thị trường hoạt động được tốt. Tuy nhiên về mặt tiết kiệm lãng phí chung của cả thị trường Việt Nam thì chúng tôi hướng đến là chúng tôi sẽ xây dựng cái mô hình external reuse. Sau đây thì chúng tôi cũng sẽ đi qua tới cái các cái thao tác của khách hàng khi mà sử dụng cái nền tảng COS là như thế nào ha. Thì hiện nay khi mà một doanh nghiệp đăng ký sử dụng cái COS thì họ sẽ có username và password và sẽ đồng ý với lại những cái điều khoản sử dụng chung của sàn. Và chỉ với 5 bước thì họ đã có thể là lấy được cái xác nhận của hãng tàu là có cho phép là reuse hay không. Thì cái bước đầu tiên là chủ hàng và nhà vận tải thì đăng nhập và booking cho cái đơn hàng xuất khẩu đó. Bước thứ hai thì chủ hàng và nhà vận tải điền các cái thông tin về container nhập khẩu vào cái hệ thống COS của SmartLock. Sau đó thì hệ thống COS sẽ tự động truyền thông tin đến các cái hãng tàu và các cái sẽ nhận kết quả trực tiếp từ hãng tàu ngay tức thì. Cái phần này là sẽ có các cái hệ thống dựa trên những cái nguyên tắc nhất định để mà trả cái kết quả về, do đó là hạn chế những cái sai sót tối đa về con người. Sau đó thì thông qua sàn COS thì sẽ phản hồi cái kết quả này đến cho chủ hàng và nhà vận tải. Sau đó thì nếu như có kết quả là approve thì chủ hàng hoặc là nhà vận tải có thể tái sử dụng cái container đang có. Trong trường hợp reject thì chủ hàng và nhà vận tải sẽ tìm các cái container khác để mà thay thế. Thì đây là một số những cái giao diện rất là đơn giản mà chỉ với một hai bước trên hệ thống là mình đã có thể nhận được cái xác nhận ngay tức thì của hãng tàu. Bước 1 là mình sẽ tạo yêu cầu reuse và điền vào các cái thông tin cần thiết, chẳng hạn như hãng tàu cần reuse nè, ngày reuse là gì, ngày tàu chạy, các cái ghi chú đặc biệt, rồi số booking là gì, số BL, khu vực hoạt động là như thế nào. Cái thứ hai là sau khi mà mình nhập các cái thông tin và mình ấn cái nút submit thì hãng tàu hệ thống hoạt động của hãng tàu sẽ dựa trên các cái nguyên tắc về tuổi của công rồi các cái loại mặt hàng và hãng tàu sẽ đồng ý trên hệ thống hoặc là không đồng ý trên hệ thống.
thì người dùng cũng sẽ có thể là truy cập vào hệ thống và xem trực tiếp là số BL, hãng tàu, khu vực, ngày reuse, ngày tàu chạy, số booking, phí reuse là bao nhiêu, và đồng thời sẽ nhận được cái email xác nhận đồng ý reuse của hãng tàu để mà mình có thể thực hiện được cái công việc reuse. Một số những cái lợi ích chính cho phần COS thì tôi đã có đề cập ở phía trên rồi. Tuy nhiên thì để tóm tắt lại cho mọi người thì sẽ có cái phần là liên quan đến cắt giảm chi phí trực tiếp cho chủ hàng và nhà vận tải, liên quan đến việc là mình sẽ cắt bớt những cái chuyến chạy rỗng không cần thiết, cắt bớt cái chi phí nâng hạ. Cũng như là giúp các cái bên chủ hàng họ có thể chủ động được nguồn vỏ container cho đơn hàng xuất khẩu. Họ cũng có thể là sau này đối với cái mô hình external thì những cái nhà xuất khẩu và những cái nhà nhập khẩu cùng một lĩnh vực thì họ có thể là kết nối hoặc là đối tác của nhau để mà họ có thể tận dụng những cái tối ưu hóa về tận dụng container rỗng thì sẽ giúp cho cả hai công ty có thể giảm thiểu được khá là nhiều cái chi phí hoạt động cũng như là tăng cái lợi thế cạnh tranh về cái việc là mình có thể xuất khẩu ngay tức thì hoặc là có cái nguồn container để xuất khẩu mà không phải chờ đợi, dẫn tới cái việc là mất mát về cái khả năng mà mình có thể bán được hàng. Thì toàn bộ những cái rủi ro đó thì doanh nghiệp đều có thể chủ động để mà quản lý được trong một cái giới hạn cho phép của họ. Ngoài ra là hướng tới cái mô hình chung của tất cả các cái quốc gia mà hiện nay đang trên thế giới, đó là Việt Nam cũng có những cái quyết định của chính phủ để mà hướng tới là phát triển một cái logistics xanh, cắt giảm cái lượng CO2 phát thải bởi vận chuyển. Rồi. Sơ bộ thì đây là một số những con số ấn tượng mà sau 2 năm ra mắt sàn tối ưu hóa container rỗng của SmartLock thì chúng tôi đã đạt được. Thì trên đây là một số những cái chẳng hạn như là cái số lượng doanh nghiệp mà tham gia thì gồm có là 1.000 trên 1.500 doanh nghiệp hiện nay đang là đối tác của sàn tối ưu hóa container của SmartLock. Số lượng container có thể thực hiện reuse trên sàn là trên 20.000 container. Số lượng saving, số tiền mà tính ra có thể saving được cho toàn bộ chủ hàng và nhà vận chuyển là trên 15 tỷ đồng Việt Nam. Tổng số khoảng cách mà không phát sinh các cái chuyến vận chuyển đi về đó là hơn 300.000 km và giảm tổng tổng cộng là trên 200.000 kg CO2. Và đặc biệt là không có cây nào nhận được complaint của khách. Thì trên đây là một số những cái con số ấn tượng và tin rằng là trong 2 năm đầu khi mà ra mắt cái mô hình này khá là mới ở Việt Nam, tuy nhiên cũng đã nhận được cái sự đóng góp đáng kể từ các cái doanh nghiệp, cụ thể là trên 1.500 doanh nghiệp là đã tham gia cái sàn tối ưu hóa của chúng tôi. Thì chúng tôi hy vọng là sắp tới là sẽ có nhiều cái container reuse hơn để mà mình hướng tới những cái lợi ích không chỉ riêng cho chủ hàng, nhà vận chuyển, hãng tàu và kể cả các cái vấn đề về logistics xanh nữa. Trên đây là một số những cái mốc phát triển chính của chúng tôi. Thì năm 2020 là năm đầu tiên mà SmartLock cho ra đời cái mô hình sàn tối ưu hóa container rỗng thì chúng tôi đã reuse là trên 1.700 công. Sang tới năm 2021 khi mà chúng tôi phát triển cái đối tác của chúng tôi nhiều hơn thì chúng tôi đã đạt được cái số lượng container reuse là trên 6.500 công. Và đối với năm 2022 thì chúng tôi đang ước tính tới cuối năm chúng tôi sẽ ra mắt mô hình external reuse cho phép là các cái nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu và các nhà vận chuyển không có biết mặt nhau có thể thực hiện được tối ưu hóa container rỗng. Thì target là sẽ trên 12.000 công là sẽ nhận được cái tối ưu hóa này. Và với cái sự đóng góp
rất lớn của hãng tàu trong cái việc mà họ ủng hộ cái sàn tối ưu hóa container rỗng, thì chúng tôi đã có một số những cái hãng tàu lớn tham gia và đồng hành cùng chúng tôi trong cái việc ra mắt cái sàn này. Thì đầu tiên như chúng tôi có chia sẻ là cái hãng tàu năm 2020 là hãng tàu CMA và CGM, APLANL. Đến năm 2022 thì chúng tôi rất là vinh dự khi là được làm đối tác độc quyền của Matchbox tại Việt Nam. Thì Matchbox là một cái công ty hiện nay đã hoạt động trên một số nước trên thế giới, và cũng đã có nhiều năm trong cái việc vận hành cái sàn tối ưu hóa container rỗng rồi. Và với cái việc là đối tác độc quyền của Matchbox thì chúng tôi đã cung cấp cái việc tối ưu hóa container rỗng cho thêm 3 hãng tàu nữa, bao gồm là Hapag-Lloyd, Maersk và Pew. Một số những cái hãng tàu hiện nay trong giai đoạn triển khai mà sắp tới thì chúng tôi cũng hy vọng là có thể cung cấp được cho các cái khách hàng, đó là ZIM, One High và SITC. Một số những cái doanh nghiệp lớn thì hiện nay cũng đang là một cái đối tác chiến lược của sàn, và thực hiện rất là nhiều cái hoạt động về tối ưu hóa container rỗng, chẳng hạn như Nike, Samsung, Canon, DB Schenker, Panasonic, LG, và một số những cái 3PL như là TBS Logistics, DB Schenker. Và ngoài ra thì 90% các cái đối tác của chúng tôi trên sàn tối ưu hóa thì là các cái nhà vận chuyển, thì các cái nhà vận chuyển đang chiếm tới 90% trong tổng số là hơn 1.500 doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng cái nền tảng COS. Thì chúng tôi rất là mong muốn là cái giải pháp này thì sẽ được sự đóng góp của các cái doanh nghiệp tham gia vào nền tảng, cũng như là các cái hiệp hội, các cái chính sách của chính phủ để mà chúng ta có thể hoàn thiện thêm cái mô hình này nữa, giúp cho cung cấp cái giảm thiểu lãng phí cho toàn bộ cái chuỗi logistics của Việt Nam, và cung cấp được những cái lợi ích tối ưu cho chủ hàng, cho nhà vận chuyển, cho hãng tàu, và đồng thời là tạo nên một cái ngành, một cái nền logistics xanh của Việt Nam. Thì chúng tôi trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Vâng ạ, xin cảm ơn bà Nguyễn Vũ Đan Khuyên đến từ công ty công nghệ Smartlock đã chia sẻ những cái thông tin về nền tảng ứng dụng cho cái việc reuse container rỗng COS ạ. Và tôi nghĩ rằng là với 2 năm triển khai